Sáng 23 tháng 6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2026, họp để bầu các chức danh lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân vào Ủy ban Nhân dân khóa mới của thành phố Hà Nội. Với 92 trên 94 đại biểu, chiếm 98,87% tổng số đại biểu có mặt, tín nhiệm bỏ phiếu bầu, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1966, quê ở Hải Dương, là tiến sĩ kinh tế, kỹ sư thủy lợi. Trong quá trình công tác, ông Tuấn từng kinh qua nhiều chức vụ như giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng Thanh niên Hà Nội, chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Ông Tuấn giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016, sau đó trở thành phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, Ông Tuấn được bầu làm phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố bầu ông giữ chức chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 đến 2021.